Kính thưa các thầy chủ tọa đoàn, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Tạ Mạnh Cường, sau đây em xin trình bày bài về tạo nhịp tạm thời khẩn cấp đường tĩnh mạch dưới hướng dẫn của siêu âm tim tại giường. Bài trình bày có 4 vấn đề. Thứ nhất là đặt vấn đề, chỉ định và chống chỉ định về kỹ thuật và phần kết luận. Về đặt vấn đề thì tạo nhịp tạm thời cấp cứu tại giường là một thủ thuật cấp cứu phổ biến và thường xuyên áp dụng tại các đơn vị CICU, ICU. Về tạo nhịp tạm thời đường tĩnh mạch được ưu tiên lựa chọn và tạo nhịp tạm thời kinh điển tại giường thì mặc dù đang có nhiều hạn chế và vẫn thường xuyên được áp dụng tại các đơn vị, đặc biệt là những trường hợp cấp cứu. Tạo nhịp tạm thời dưới hướng dẫn siêu âm giúp hướng dẫn đường vào mạch máu, đặt vị trí đầu dây điện cực thích hợp, giảm thiểu thời gian thủ thuật và giảm các biến chứng. Về chỉ định và chống chỉ định, tạo nhịp tạm thời cấp cứu được chỉ định trong trường hợp các nhịp chậm do suy nút xoang có triệu chứng, ngừng xoang, nhịp chậm xoang hoặc các block nhĩ thất có triệu chứng hoặc các trường hợp quá liều thuốc có triệu chứng. Về trường hợp nhịp nhanh, tạo nhịp vượt tần số trong những trường hợp cơn tim nhanh thất, trơ với các thuốc điều trị hoặc là các trường hợp xoắn đỉnh, dự phòng trong các trường hợp trước sốc điện ở bệnh nhân có bệnh lý nút xoang hoặc là các trường hợp block nhĩ thất và block nhánh mới xuất hiện ở bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, viêm cơ tim cấp. Và đặc biệt ở những bệnh nhân có rối loạn huyết động thì tạo nhịp tạm thời cấp cứu tại giường đòi hỏi được thực hiện khẩn cấp. Không có chống chỉ định trong trường hợp tạo nhịp cấp cứu tại giường. Về các phương pháp thì về kinh điển thì chúng ta có các trường hợp tạo nhịp tạm thời qua da được thực hiện lần đầu năm 1952 với ưu điểm là thực hiện nhanh, dễ thực hiện và ít nguy cơ nhiễm trùng về chảy máu, và nhược điểm có thể gây đau và khó chịu, tỷ lệ thành công thấp khoảng 75-90%. Và một cái nhược điểm cố hữu là cái tính sẵn có vì nhiều trung tâm là chúng ta vẫn chưa được trang bị các cái máy tạo nhịp tạm thời qua da. Về tạo nhịp tạm thời thứ hai là qua đường điện cực thực quản, thì điện cực được đặt vào vị trí thực quản phần thấp nhằm kích thích cơ tâm nhĩ và ít được sử dụng trong cấp cứu vì không được đảm bảo dẫn truyền nhĩ thất, và hiện nay thì không còn được thường xuyên áp dụng vì cái đầu dây điện cực không được cố định và không đảm bảo được dẫn truyền. Vì thế tạo nhịp tạm thời đường tĩnh mạch thì với đường vào bằng đường vào tĩnh mạch lớn như tĩnh mạch cảnh cong, tĩnh mạch dưới đòn, tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch nền với ưu điểm là tạo nhịp chắc chắn, hiệu quả tạo nhịp cao, và đây là hiện tại là phương pháp được tin cậy nhất. Về nhược điểm thì đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm các cái loạn nhịp thất trong thủ thuật và các cái trường hợp về nhiễm trùng và chảy máu. Về tạo nhịp tạm thời đường tĩnh mạch thì lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1959 và đến nay thì đã được phổ biến rộng rãi, tỷ lệ biến chứng thấp hơn khi sử dụng đường vào tĩnh mạch cảnh. Và dưới hướng dẫn của siêu âm tim hoặc là đường hoặc là màn hình quang tăng sáng. Về các cái phương pháp để chúng ta tạo thuận cho đặt tạo nhịp tạm thời đường tĩnh mạch thì hiện nay thì hầu hết chúng ta vẫn đang sử dụng phương pháp kinh điển là chúng ta gần như là đặt tạo nhịp tạm thời mù tại giường trong trường hợp khẩn cấp, và chúng ta kiểm tra bằng X-quang hoặc là phim điện tâm đồ hoặc là ghi điện tâm đồ. Trên thế giới thì hiện nay thì chúng ta sẽ sử dụng tạo nhịp tạm thời với dây điện cực có bóng và cùng với là kiểm tra các cái đầu dây điện cực để gì, để chúng ta xác nhận khi mà đầu dây điện cực vào với vị trí của tâm thất phải là chúng ta xác nhận là tạo nhịp tạm thời thành công. Tuy nhiên thì dưới điều kiện Việt Nam hiện tại thì hầu hết các cái trung tâm tim mạch và các cái khoa ICU thì chúng ta chưa có được các cái dây điện cực phù hợp như thế này. Thứ ba là chúng ta có thể đặt tạo nhịp tạm thời dưới hướng dẫn của màn hình quang tăng xoáng. Về các cái khuyến cáo đặt tạo nhịp tạm thời đường tĩnh mạch ở bệnh nhân block nhĩ thất thì ở những bệnh nhân block nhĩ thất độ 2, độ 3 có triệu chứng hoặc là rối loạn huyết động không đáp ứng với điều trị nội khoa thì tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch được cân nhắc để tăng nhịp tim và cải thiện triệu chứng. Với bệnh nhân block nhĩ thất độ 2, độ 3 và có ảnh hưởng đến huyết động thì có thể cân nhắc tạo nhịp tạm thời qua da cho đến khi đạt được tạo nhịp tạm thời tĩnh mạch hoặc hết rối loạn nhịp. Về trường hợp tạo nhịp tạm thời đường tĩnh mạch ở bệnh nhân suy nút xoang hoặc là hội chứng nút xoang bệnh lý thì ở những bệnh nhân nhịp chậm xoang huyết động không ổn định dai dẳng và không đáp ứng với điều trị nội khoa thì tạo nhịp tạm thời được cân nhắc để tăng nhịp tim và cải thiện triệu chứng cho đến khi đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn hoặc hết nhịp chậm. Tuy nhiên chúng ta không nên thực hiện tạo nhịp tạm thời qua da hoặc đường tĩnh mạch ở bệnh nhân suy nút xoang có triệu chứng tối thiểu, không thường xuyên và không ảnh hưởng đến huyết động. Phần thứ ba trình bày là chúng ta đến với quy trình kỹ thuật của đặt máy tạo nhịp tạm thời dưới hướng dẫn siêu âm. Về quy trình kỹ thuật thì chúng ta qua 4 bước. Bước 1 là thiết lập đường vào tĩnh mạch trung tâm. Bước 2 là dưới hướng dẫn siêu âm, chúng ta hướng dẫn và định vị đầu dây điện cực vào tâm thất phải. Bước 3 là chúng ta tối ưu hóa cài đặt máy tạo nhịp. Và bước 4 là kiểm soát biến chứng.
Về bộ dụng cụ thì cũng rất là quen thuộc với các bác sĩ đã từng đặt máy tạo nhịp tạm thời, thì chúng ta bao gồm có một máy tạo nhịp tạm thời, các cái bộ dụng cụ về dây tạo nhịp, các cái bộ dụng cụ về dây tạo nhịp, bộ dụng cụ chọc mạch, về máy siêu âm monitor theo dõi và máy ghi điện tâm đồ. Về bước 1, khi mà thiết lập đường vào trung tĩnh mạch trung tâm thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái đường vào tĩnh mạch lớn, đường vào tĩnh mạch dựa vào kinh nghiệm của bác sĩ, các cái khoảng thời gian tạo nhịp dự đoán về tình trạng đông máu. Về giải phẫu thì thuận lợi nhất để đưa điện cực vào thất phải thì chúng tôi thường xuyên sử dụng tĩnh mạch cảnh trong phải và tĩnh mạch dưới đòn trái. Hình ảnh siêu âm thì được chúng ta được sử dụng để xác định mốc giải phẫu, hướng dẫn chọc mạch và giảm thiểu biến chứng đường vào mạch máu. Thì về quy trình tiếp cận đường vào tĩnh mạch thì chúng ta cũng khá là quen thuộc khi mà chúng ta phải đặt những đường truyền tĩnh mạch trung tâm. Thì đây là đường vào tĩnh mạch để đặt hướng dẫn chúng ta đặt vào cái đường vị trí tĩnh mạch cảnh trong bên phải. Đây rất là thuận lợi, ở dưới hướng dẫn siêu âm thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy tĩnh mạch cảnh để giảm được các cái biến chứng. Thứ hai là hướng dẫn đường vào dưới tĩnh mạch dưới đòn, dưới hướng dẫn siêu âm thì chúng ta có thể tiếp cận theo đường trục dài hoặc là tiếp cận theo đường trục ngắn thì đều chúng ta đều quan sát rất rõ tĩnh mạch dưới đòn để chúng ta tiếp cận đường vào mạch máu. Về quy trình thứ hai là chúng ta sẽ hướng dẫn và định vị đầu dây điện cực vào tâm thất phải. Thì về đặc điểm thì các loại dây điện cực máy tạo nhịp thì đều được quan sát dựa bởi hình ảnh siêu âm tim bề mặt, sử dụng mặt cắt siêu âm tim dưới mũi ức. Thì trong quá trình dồn dây điện cực thì với những ưu điểm, thứ nhất là chúng ta quan sát rõ tĩnh mạch chủ trên, nhĩ phải, van ba lá thất phải. Thứ hai là cách xa đường vào mạch máu và đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn. Ở bệnh nhân tư thế nằm ngửa thì không bị che khuất bởi sự giãn nở của phổi, đặc biệt là ở bệnh nhân thở máy. Chúng ta sẽ tiến hành luồn dây điện cực dưới hướng dẫn siêu âm qua các bước. Ở đây là chúng ta bước thứ nhất, chúng ta sẽ đặt siêu âm ở đầu dò dưới mũi ức và chúng ta có thể quan sát được dưới bốn buồng tim ạ. Đây là thất phải, nhĩ phải, thất trái và nhĩ trái. Thì nhờ các bạn cho chạy cái clip này vậy ạ. Từ mặt cắt 4 buồng từ mỏm thì chúng ta sẽ xoay đầu dò ngược chiều kim đồng hồ, đồng thời ngửa đầu dò để chúng ta quan sát rõ được tĩnh mạch chủ trên, nhĩ phải và thất phải. Đây là chúng ta sẽ tạo thuận để đường vào cho dây điện cực của máy tạo nhịp tạm thời, thì chúng ta sẽ đi vào từ tĩnh mạch chủ trên qua nhĩ phải, qua vòng van ba lá và chúng ta sẽ tiệm cận vị trí ở thất phải. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành đưa đầu dây điện cực qua thất phải, qua vòng van ba lá, qua nhĩ phải và dưới hướng dẫn của siêu âm. Cho mình chạy clip này vậy. Khi mà đầu dây điện cực đi được vào qua nhĩ phải thì chúng ta sẽ hướng cho đầu dây điện cực qua được vòng van ba lá để đi vào trong thất phải. Và đây là cũng là những bước mà khó nhất khi đặt tạo nhịp tạm thời kinh điển tại giường và kể cả dưới màn hình quang tăng sáng. Và khi mà dưới hướng dẫn của siêu âm thì chúng ta có thể nhìn rõ được là cái thì đóng mở của van ba lá, từ đó thì giúp các bác sĩ trên lâm sàng có thể đồng bộ hóa cái quá trình luồn dây điện cực với sự đóng mở của van ba lá. Bước cuối cùng là chúng ta sẽ tối ưu vị trí đầu dây điện cực tại vị trí ở mỏm thất phải và kết hợp với hình ảnh siêu âm tim cũng như các cái monitor theo dõi các hình ảnh spy tạo nhịp của máy. Và ở đây thì để ngăn ngừa sự mất tiếp xúc giữa dây điện cực và nội tâm mạc do cử động hô hấp, ho hay thay đổi tư thế, thì chúng ta sẽ cần có một cái độ căng của dây điện cực để đảm bảo sự tiếp xúc là chắc chắn. Và ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các mặt cắt như trục dài cạnh ức, 4 buồng từ mỏm, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ khẳng định vị trí đầu dây điện cực và đánh giá các cái biến chứng. Về kiểm soát các biến chứng thì bao gồm hai biến chứng lớn. Một là biến chứng vào đường vào mạch máu, bao gồm là tụ máu ở vị trí chọc mạch, thông động tĩnh mạch, tràn khí màng phổi và nhiễm trùng vị trí chọc mạch. Về biến chứng liên quan đến điện cực trong buồng tim, bao gồm có thủng thành tim, tổn thương van ba lá, loạn nhịp tim và tuột dây điện cực trong buồng tim. Về ưu điểm thì siêu âm tim qua thành ngực là phương thức không có bức xạ, không có rủi ro và chống chỉ định, tránh tiếp xúc bức xạ cho nhân viên bệnh nhân và nhân viên y tế, có thể thực hiện ngay tại giường ở những bệnh nhân cần phải tạo nhịp khẩn cấp hoặc là những bệnh nhân huyết động không ổn định. Và thiết bị thì di động, phù hợp tại các phòng ICU, giảm thiểu các biến chứng và tăng tỷ lệ thành công khi tiếp cận đường vào mạch máu, phát hiện sớm các biến chứng như tràn dịch màng tim, tuột dây điện cực để kịp thời xử lý, có thể thực hiện được trên các cái đối tượng như phụ nữ mang thai đã có chống chỉ định với TX. Và về nhược điểm thì bác sĩ vận hành chúng ta sẽ phải có thời gian đào tạo về chuyên môn về siêu âm. Khi so sánh các cái kỹ thuật được sử dụng để tạo thuận cho đặt máy tạo nhịp tạm thời đường tĩnh mạch khi so sánh với siêu âm tim, thì kể ra ở đây chúng ta có thể hướng dẫn dưới màn hình quang tăng sáng hoặc là phương pháp tạo nhịp kinh điển. Về trường hợp rủi ro chống chỉ định thì với phương pháp nội soi hình quang thì có nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ cho bệnh nhân và nhân viên y tế và chống chỉ định trong thời kỳ mang thai. Về thiết bị cần thiết thì chúng ta chỉ cần máy siêu âm và thêm đầu dò tim.
Còn với phương pháp soi hình quang thì chúng ta phải sử dụng cả máy soi hình quang và tại phòng cắt lát, phòng can thiệp. Về yêu cầu với người thực hiện thì các nguyên tắc siêu âm tim cơ bản và những nguyên tắc thông tim cơ bản. Về các hình ảnh, về soi hình quang thì đòi hỏi các hình ảnh ống thông bằng phương pháp soi hình quang. Về thuận lợi thì tiến hành tại giường nhanh chóng. Về soi hình quang thì có ưu điểm là chúng ta có thể hình ảnh tổng quan về đường đi của dây điện cực, vị trí đầu dây điện cực và tương quan với các buồng tim. Về nhược điểm của siêu âm tim, đấy là chất lượng hình ảnh thì phụ thuộc vào bác sĩ siêu âm và cả tình huống của bệnh nhân. Về soi hình quang là các cái vấn đề về phơi nhiễm bức xạ, cần vận chuyển bệnh nhân đang không vận chuyển khi đang không nằm trên giường tương thích với soi hình quang. Còn về tạo nhịp kinh điển thì yêu cầu phải xác nhận bằng phim X quang. Khi mà chúng ta so sánh với phương pháp siêu âm với phương pháp tạo nhịp dưới màn hình quang tăng sáng thì chúng ta thấy rằng là gì? Dưới hướng dẫn của siêu âm thì chúng ta có thể cải thiện về mặt thời gian trung bình khi chúng ta cần phải đặt máy tạo nhịp tạm thời khẩn cấp, và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Và các cái biến chứng thì cụ thể là cái biến chứng mạch máu thì cũng là ít hơn ở các cái nhóm mà gì hướng dẫn đường vào mạch máu. Dưới đây thì em xin kết luận, siêu âm tim qua thành ngực là một kỹ thuật an toàn và hiệu quả về thời gian, lấp đầy khoảng trống quan trọng khi cần đặt máy tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch khẩn cấp. Về siêu âm giúp tạo thuận và tiếp cận đường vào mạch máu và đặt vị trí điện cực vào tâm thất phải, giải quyết hai vấn đề khó trong đặt tạo nhịp tạm thời. Thủ thuật an toàn, tiến hành nhanh chóng, kiểm soát được biến chứng. Vì thế thì đặt tạo nhịp tạm thời tĩnh mạch dưới hướng dẫn siêu âm đang dần thay thế các phương pháp khác khi đặt tạo nhịp tạm thời khẩn cấp. Em xin hết ạ.